chiếc đàn Rango này. Thì các bạn có thể thấy mẫu mã kiểu dáng rất là đẹp, đã thế lại còn có màu sắc trắng tinh. Và điều quan trọng nhất, điều mà tôi thích nhất chính là phím đàn. Phím đàn đã tạo cho tôi một cảm giác như đang đánh trên một chiếc đàn cơ sở. Tiếp đến một cái phải nói là ăn điểm của chiếc đàn này, đó chính là kiểu dáng và vân gỗ trên đàn thực sự rất là thật.